Mình đừng có gắn là cứ làm karaoke là có những trò xấu xa. Thật ra xấu hay không nó tùy người. Tôi ngày xưa học xong đại học tôi chưa xin được việc làm, tôi còn đi làm bảo vệ. Tôi làm bảo vệ của một 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 công ty. Thế không lẽ sau này suốt cả cuộc đời tôi cứ phải đi đâu tôi cũng phải khai cái chuyện là tôi mất 2 năm đi làm bảo vệ. Nhiều người cứ bảo cô bé này là giáo viên đấy, tốt lắm. Nhưng mà giáo viên có người nọ người kia đúng không? Đúng rồi. Không phải tất cả ai giáo viên cũng đều là tốt, không phải ai cứ bán cà phê thì đều hư hỏng, không phải ai làm kế toán thì cũng đều ki bo, không phải ai gọi là bà chủ thì cũng đều xông xênh tiền bạc đâu ạ. Nó tùy. Cho nên là mình cũng chưa thể kết luận rằng là cái cô bé kia cô đã từng đi bán cà phê, cô từng là nhân viên của karaoke, nghĩa là cô đã hư hỏng đâu. Rồi. Xin chào chị ạ. Vâng. Tôi là Đinh Đoàn, là chuyên gia tư vấn tâm lý. Và đây là chương trình tư vấn giấu mặt của trang fanpage Bài học cuộc sống, cũng như là trên kênh YouTube Bài học sống. Rất là nhiều người đăng ký để được tham gia chương trình này, đến đây để ngồi chia sẻ cái câu chuyện của bản thân mình, của gia đình mình, để lắng nghe tôi có thể có những cái gợi ý, cái đóng góp, cái tư vấn. Sau đấy cái câu chuyện của chúng ta cũng sẽ được đăng tải ở trên các cái trang mạng xã hội. Mọi người sẽ góp ý thêm. Chị nếu theo dõi thì chị còn nhận thêm được những cái lời chia sẻ hay là lời tư vấn của những cái khán thính giả khác nữa. Thế thì rất là cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình, đã đến đây. Bây giờ thì xin mời chị chia sẻ câu chuyện của mình. Vâng, thực ra thì tôi cũng đã xem qua các cái chương trình của bác rồi, thì tôi thấy rất là hữu ích. Mà hôm nay ấy, thì thực ra là đến đây thì tôi cũng đang muốn là nhờ bác tư vấn cho một việc. Chẳng nói giấu gì bác thì gia đình nhà tôi cũng hiếm hoi ấy, thì cũng chỉ được mỗi thằng con trai thôi. Mà năm nay cháu thì gần 30 rồi. Từ trước đến giờ thì thực ra là cháu nó cũng cứ mải ăn mải học ấy, nó không ra ngoài đâu, thành ra cũng chưa có yêu đương gì, chả có bạn gái. Thì gần đây ý, thì tôi được bên ngoại cho một cái lô đất, thì tôi mới xây một dãy nhà trọ lên. Vâng. Đấy thì là cũng có các cháu nó đến nó thuê trọ. Thì trong số các cháu nó đến thuê trọ ấy, thì cũng có một cái cô gái thì trông cũng nói chung là nhìn thì cũng xinh xắn, mà mình thấy cháu nó cũng lễ phép, đi đi chào về hỏi nói chung là cũng không có vấn đề gì ấy, thì mình cũng không để ý gì nhiều lắm. Thế nhưng mà cứ dạo gần đây thì lại cứ thấy coi như là anh con trai nhà mình nó cứ cứ lởn vởn ở ở gần đấy, thì mình cũng thấy nghi nghi đấy. Thì thực ra là nếu như mà cháu nó mà ngoan ấy thì mình cũng không có ý kiến gì. Thế thì thôi, thì cũng mong là thì thôi nó cũng có tình cảm với ai đấy thì để làm đám cưới cho nó xong, cho nó có gia đình. Mình cũng chả giấu gì bác thì cháu cũng là độc tôn đấy, thì đại trai thì cũng là cháu đích tôn này, rồi cũng là trưởng họ luôn đấy, sau là cũng trưởng họ trưởng tộc, cũng oai lắm chứ cũng không phải vừa. Vâng, đấy cũng rất là mong. Thế thì như hôm đi tình cờ thì có một cái cậu thanh niên thì cháu đấy, nhà ngay sát nhà mình ấy, thì lại chạy sang, thế mới bảo bác ơi, bác thế bác có biết gì không, đợt này con trai bác là yêu cái cô bé đấy đấy, cái con bé Hương đấy đấy, nó làm ở bên quán cà phê ấy. Nó nói dối là nó làm quản lý ở quán cà phê, nhưng mà thực ra là đợt trước ấy bọn cháu đi hát, thế công ty cháu đi hát thì vào đấy là nó làm phục vụ đấy, nó phục vụ rượu đấy bác ạ. Đấy thì bác có biết không, mà nhà bác trưởng tộc trưởng 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 tôn rồi, họ hàng mà biết thì chết. Thế bảo thôi chết rồi. Thế thì thực ra thì cái này thì bác cũng cứ để cho nó tự nhiên chúng nó đến với nhau thôi, chứ bác cũng không chưa chưa hỏi han gì đến gia đình cả. Đấy, mà như thế này thì nguy hiểm quá, bởi vì nếu mà ông chồng nhà tôi mà biết ý, thì rất là nguy, bởi vì ông ấy đang bị kiểu như là huyết áp cao rồi là tim mạch này. Ông tức mà từ nghe thấy ông giận sốc lên lắm, thì sốc. sốc lắm. Bởi vì làm sao, bởi vì lại là trưởng họ, trưởng tộc, trưởng tôn, đủ thứ trưởng đấy. Nhưng mà bây giờ mà tự nhiên mà lại đưa một cái cô gái mà lai lịch nó cũng không được ấy lắm ấy, không được đẹp lắm về, đúng không? Thì đương nhiên thì mình cũng không nặng lề lắm với cái chuyện đấy, nhưng mà bởi vì gia đình nhà mình ý lại là trưởng trưởng trưởng, thế đâm ra nó rất là phức tạp. Ngoài bố mẹ đồng ý ra lại còn phải được họ hàng chấp nhận nữa cơ, rất là phức tạp. Vâng, thực ra là mấy hôm nay tôi cũng rất là mệt mỏi, cũng suy nghĩ, bây giờ cũng nghĩ cũng khổ thân, mà bây giờ cấm cũng không được. Chị đã nói chuyện với cháu Vâng, chưa?
nói chuyện với cháu trai nhà mình ấy, hỏi rằng là thế nào con ấy, thế nào tình hình, thế nào có phải con gì gì đấy để xem bạn ấy giải thích sao không? Có, thì hôm cũng gọi cháu vào hỏi ấy. Thì là không, mẹ đây là bạn chỉ là quản lý cái quán cà phê thôi chứ không phải như thế đâu. Đấy thì thực ra thì anh chàng nhà mình anh vẫn muốn giấu. Thế thì tôi cũng có nói thế này, là cái thứ nhất, mẹ thì mẹ cũng hoàn toàn mẹ ủng hộ cái chuyện mà con có bạn gái, mẹ không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ con phải đặt địa vị, con là vào bố vào mẹ. Bây giờ nhà mình mang cái trọng trách là trưởng tộc, trưởng ngọ, trưởng các kiểu trưởng. Thế bây giờ mà nếu như mà bạn gái con có một cái quá khứ mà nó không lành mạnh như thế, thì bây giờ liệu là trong các cụ già, trong các bô lão, trong họ nhà mình, người ta có đồng ý không? Người ta sẽ phản đối. Vẫn còn các bô lão nữa cả. Dạ vâng, có chứ. Bởi vì là thực ra là trưởng mà, là trưởng họ, nên mà nhiều lúc nó cũng rất là nặng lề về cái chuyện môn đăng hộ đối đấy. Đấy, tức là ý là như thế. Thế thì cháu đầu tiên thì cháu vẫn giấu, thì sau thì cháu cũng nói thật. Và mẹ thì bây giờ cái thời buổi nào rồi mà mẹ còn cứ quan trọng hóa vấn đề về cái chuyện là quá khứ người ta làm gì, miễn làm sao là bây giờ là người ta là người tử tế, người ta làm ăn tử tế này, rồi là đối nhân xử tế đây, mẹ xem là rất là ngoan chứ có vấn đề gì đâu. Mà mẹ cứ nặng lề, bảo không, mẹ không nặng lề. Nhưng đây mẹ đang muốn nói là trong họ, trong tộc, rồi bản thân bố con chưa hề biết cái chuyện này, thế giờ con định giải thích với bố như thế nào? Vâng, đấy thì thực ra là tôi cũng rất là băn khoăn áy náy. Cấm thì mình cũng không muốn cấm, thực lòng là như thế, cũng không muốn cấm, mà bây giờ không biết giải thích với bố nó như thế nào. Vâng, thì nhân đây thì cũng muốn bác tư vấn giúp, là theo bác thì cái trường hợp của gia đình nhà tôi như thế thì tôi nên giải thích với ông xã nhà tôi như thế nào để cho nó ổn, hoặc là có thể là ngăn cấm cháu cũng được không? Vâng. Câu chuyện của chị thật ra nó rất giống với nhiều các cái bố, các mẹ khác. Khi có một, thậm chí hai, ba cậu con trai, khi thấy yêu ai bao giờ cũng mong muốn xem cô ấy là người thế nào, học hành thế nào, nghề nghiệp gì, hiện nay nguồn gốc ra sao, rồi bố mẹ nhà nó thế nào. Vì đối người Việt Nam thì hôn nhân vẫn là cái chuyện quan trọng, cho nên là cũng không thể mặc đôi bạn trẻ được. Hẳn như các con, các cháu nhà mình nó ở xa đi, nó yêu nhau ở cái chỗ nó công tác, xong rồi mình không biết thì thôi đành chịu. Nhưng mà đây mình biết thì chắc chắn là có cái sự quan tâm thì cũng là dễ hiểu thôi. Vâng. Tuy nhiên thì tôi thấy vấn đề nó không quá là nặng nề. Vâng. Việc đầu tiên chị phải nhớ là rất là mừng. Vâng. Trước chị rất là lo là nó 28, 29 rồi chẳng thấy có bạn gái gì đi học về, đi làm về thì cứ quanh quẩn ở nhà hiền lành. Nhiều bố, nhiều mẹ cứ băn khoăn là không biết nó có vấn đề gì không. Đúng đấy. Nay nó lại có bạn gái mà thấy tích cực rồi, để có biết có những cái lời chia sẻ với mẹ rằng là thời đại nào rồi, tức là nhìn nhận bạn ấy cũng rất là hiện đại, rất là thoáng. Vậy bạn ấy là một người đàn ông, một người con trai bình thường. Điều ấy là điều mừng đầu tiên. Chứ dám mà đứng đến 35, 37 mãi không chịu gì, xong rồi một ngày nào đó là con không lấy vợ đâu vì con thế này thế khác thì con mệt mỏi lắm ạ. Lúc ấy thì chả có trưởng tộc với trưởng họ gì nữa. Cái việc đầu tiên là yên tâm là con trai mình bây giờ đã biết có bạn gái, đã thấy biết yêu là điều mừng. Cái việc thứ hai là từ lúc các bạn yêu nhau đến việc mà chốt lại để chúng nó có về với nhau thành một đôi vợ chồng hay không còn là một quãng đường xa. Mình thì thật ra mình mới thấy chúng nó mới thích nhau. Con nhà mình thì lành lặn, từ trước thì chỉ biết học thôi, chưa có trải nghiệm gì ở đời. Nay gặp phải một cô gái, cô cũng đã ra đời từ sớm, cô cũng bươn trải việc nọ việc kia, chắc chắn cô có cái sự sức hút rất là lớn đấy ạ. Các cô gái mà càng nhanh nhẹn tháo vát thì dễ cuốn hút được những cái chàng trai mà hơi, thôi mình cứ gọi là hơi ngô ngố một tí. Con nhà mình là con nhà lành, gọi là gà công nghiệp. Vâng. Vì thích những cô gái có chủ động, có năng động. Mình thì nọ kia, thế cho nên là con nhà mình đang bị hút bởi một cái cô gái chắc chắn sẽ có cái kỹ năng sống rất là tốt. Nhưng mà chúng nó còn tìm hiểu nhau rồi, đôi khi nó còn 5 lần 7 lượt cãi nhau, thậm chí giận dỗi không hàn gắn được, còn chia tay. Cho nên đôi khi bố mẹ cứ nhảy vào cuộc sớm ngăn cản. Nhưng mà thật ra thì sau này để của một thời gian mà bố mẹ chẳng phá, chúng nó cũng tự tan. Từ cái lúc tìm hiểu yêu nhau cho đến lúc chốt lại nó cũng còn một thời gian tương đối dài, cho nên mình cũng không cần phải sốt sắng là can thiệp lúc này. Cái việc thứ ba thì tôi đồng ý với cái cậu con trai nhà chị nói rằng là
là mình không có bị định kiến về cái việc làm của người ta, không nói là quá khứ mà cái việc làm đã từng làm. Tôi ngày xưa học xong đại học tôi chưa xin được việc làm, tôi còn đi làm bảo vệ. Tôi làm bảo vệ của một công ty. Thế không lẽ sau này suốt cả cuộc đời tôi cứ phải đi đâu tôi phải khai cái chuyện là tôi mất 2 năm đi làm bảo vệ. Thế nhưng mà thì thực ra thì đấy nó chỉ là một công việc. Thế cô gái kia không học, cô đi ra thành phố, cô công việc bươn trải. Thôi thì quán cà phê ta cần người thì cô ấy làm. Thế rồi có lúc thì bên quán karaoke thì cũng sang làm karaoke. Nay cô về cô ấy làm cái việc khác, cái chuyện ấy cũng là bình thường. Mình đừng có gắn là cứ làm karaoke là có những trò xấu xa. Thật ra xấu hay không nó tùy người. Nhiều người cứ bảo cô bé này là giáo viên đấy, tốt lắm. Nhưng mà giáo viên có người nọ người kia đúng không? Đúng rồi. Không phải tất cả ai giáo viên cũng đều là tốt. Không phải ai cứ bán cà phê thì đều hư hỏng. Không phải ai làm kế toán thì cũng đều ki bo. Không phải ai gọi là bà chủ thì cũng đều xông xênh tiền bạc đâu ạ. Nó tùy. Cho nên là mình cũng chưa thể kết luận rằng là cái cô bé kia cô đã từng đi bán cà phê, cô từng là nhân viên của karaoke, nghĩa là cô đã hư hỏng đâu. Mình đừng có áp luôn là cái như thế. Cái việc thứ ba là chị cứ bảo băn khoăn là giải thích với ông ấy, với họ hàng, với các cụ bố lão thế nào. Thật ra thì mình không khai thì ai biết. Thằng con này mình không nói thì chỉ biết là đấy, yêu một cháu, nhà cháu ở đây, bố mẹ ở đó, hiện nay cháu làm thế nọ thế kia. Còn mình chẳng nhẽ báo cáo với các cụ là đây, yêu cháu này từ tháng mấy năm bao nhiêu đến tháng mấy năm bao nhiêu, cháu ấy làm quán karaoke. Cái đấy mình biết thôi, không phải chia sẻ, bởi vì càng nói càng rách việc, 5 người 10 ý các cụ bắt đầu suy diễn. Đến mình mà còn tưởng tượng ra là ôi nó làm karaoke chắc lại ngồi ôm mấy cái thằng đàn ông, hay là đi tiếp thị bia là có thể là đứng để cho gọi là chiều khách mà. Đôi khi người ta cứ đụng cái nội trạm cái kia. Đấy là rất là nhiều người lớn tuổi là cái hình dung nói chuyện như thế. Vậy là nó dạn dày sóng gió, rồi sau đấy nó cáo già, rồi nó bắt nạt con mình chẳng hạn, hoặc là nó dễ dãi. Thật ra thì không phải như thế. À, chị cũng đã nói rằng là cấm không được, bởi vì cả hai bạn ấy đều trưởng thành. Cái chuyện mà tìm hiểu nhau, yêu nhau là không vi phạm pháp luật. Mình mà bây giờ mà tao cấm mày thì chúng nó vẫn cứ tiếp tục nó yêu nhau và nó giấu kín mình. Rồi đến một ngày nào đó chúng nó đưa mình vào một sự đã rồi, nó bảo là bạn gái con có thai rồi, tháng thứ 7 rồi, không phá được. Thế không lẽ mình làm gì đúng không? Mình thì thật ra muốn điều tốt cho con, muốn mong muốn để có cái tư vấn cho con. Mà muốn tư vấn được thì mình phải lôi nó vào gần mình, chứ đừng đẩy nó ra xa. Ôi thế à, thế thì tốt quá, hôm trước mẹ cứ lo, tưởng là con không biết yêu bạn gái, thế thì tốt rồi. Lúc nào bảo nó về đây, làm sao để mình gần gũi với cái cô bé ấy. Thế xong con mình nó cũng nghĩ rằng là mẹ ủng hộ, hai đứa nó díu dét đi về. Bởi vì nếu như một cái người mà có tư cách nó xấu ấy, sớm muộn nó cũng lộ ra. Người ta có diễn ấy, mà nói theo ngôn ngữ bây giờ có phông bạt ấy, thì rồi cũng chỉ được một thời gian là phông bạt nó rơi, diễn được cũng lúc lộ. Lâu lâu nó đến nhà mình chơi một lần thì nó còn giả vờ nhỏ nhẹ ỏn ẻn gì đấy, nhưng nếu như nó thường xuyên đi lại đây thứ bảy chủ nhật, nó qua đây hai mẹ con đi chợ mua vịt về nấu sáo măng vân vân cái thứ xong ăn uống sử dụng, chắc chắn không lúc này lúc khác nó lộ ra chân tướng. Sẽ có hai thứ, một là mình càng ngày mình thấy con bé này càng được. Mình trước thì mình ác cảm, nhưng mà rồi thấy ôi con bé này nó khéo, cái gì nó cũng làm được, mà lễ phép ghê cơ, mà nhà nó cũng vất vả nghèo khó, cho nên là nó cũng tiết kiệm một cái gì đấy, mình có thể mình cảm mến, mình thay đổi được cái suy nghĩ của mình chấm được. Thế nhưng cũng có thể là nó lộ ra mình có cái sự việc rồi, mình nói với con trai đấy, con thấy không, mẹ thì mẹ không ngăn cản gì con, thấy hôm nay nó ăn cơm mẹ vừa mang đĩa thịt gà ra, nó nhằm có cái đùi miếng to nhất, nó gắp nó ăn, ví dụ như thế. Tôi nói là nó lộ thì lộ cái bản chất đó. Đúng rồi, thì lúc ấy mình có cái lý do để mình nói. Đúng. Hoặc là đấy, nó về, nó khi nó ra về nó chào mỗi mẹ, còn bố ngồi ở góc nhà nó không có chào, vậy cái con này nó cũng vô ý. Đúng. Hoặc là gì mà nó biết là nhà mình có bố, mà nó đến nó mặc cái váy nó hở cả mông mà đi ngang qua mặt bố, nó còn không thèm kiểu hạ thấp người nó đi vô tư. À, nói nó phải có sách, mách nó phải có chứng. Muốn bảo con rằng, muốn tư vấn cho con nó phải có cái lý do, nó tâm phục khẩu phục. Còn thấy con này được, không được. Cái gì mà nó nhỏ nhỏ thì nó bảo nhau để nó điều chỉnh, vì các cháu nó cũng không phải là đã lớn trưởng thành rồi biết hết ý tứ của người lớn. Nhưng mà cái gì nó thuộc vấn đề phạm trù đạo đức, cái tư cách con người, thì chúng ta cũng có thể nói để con trai mình nó
nó biết để nó nhận ra. Tôi nghĩ rằng là muốn gì thì gì, lôi nó về gần mình thì mình mới răn, rồi mới giáo dục, rồi mới dạy dỗ được. Còn chưa chi đã dùng cái bài mà vẽ lên cái chuyện là không được, đúng rồi. Vâng. Là nó sẽ, thậm chí con mình nói rằng là nó trưởng thành rồi, con tự quyết đây chuyện riêng, con chúng con thuê nhà chúng con ở với nhau rồi. Đúng rồi. Thì mình làm gì? Làm gì được, đúng rồi. Xã hội bây giờ nó cũng khác rồi, cho nên là ngày xưa thì bảo bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chứ giờ có những trường hợp mà người ta nói là con đặt đâu thì cha mẹ phải thì ngồi đấy cơ mà. Thế mình thì muốn là gọi là hỗ trợ tư vấn cho con thì mình phải gần gũi, tạo cơ hội để cho hai đứa nó đúng. Lôi nó về với phía mình ấy. Vâng. Thì đấy là cái hướng tốt nhất ấy. Vâng. Đúng là, thực ra thì đúng là hôm nay gặp mà bác chia sẻ như thế này thì đúng là cũng rất là hợp với em đấy. Rồi cũng rất là, cái ý kiến của bác rất là hay và rất là tuyệt vời. Vâng, thì qua đây em cũng cảm ơn bác, chắc chắn là em về em sẽ thực hiện theo đúng những cái gì bác đã chia sẻ, lôi kéo nó lại gần, đúng không, để mình nắm bắt được những cái gì thực ra nó là tốt và thực ra là cái gì là xấu, nó sẽ lộ nguyên hình. Đúng cái rồi. Bản chất con người ta nó khó phông bạt kiểu gì thì phông bạt, đúng không, nhưng mà rồi thời gian nó cũng sẽ trả lời tất cả, một thời gian là mình sẽ biết ngay, đúng không, thì chẳng gì bằng cái thực tế, đúng không, biết đâu mình lại thấy có một cô con dâu rất phù hợp, tuyệt vời, sau này làm bà chủ cai quản cái dãy nhà trọ mà nó đang ở, sau này nó thành bà chủ, tốt quá chứ, nó thay mặt mình, đúng không. Và thế cho nên là cứ bài toán nào cũng có lời giải, mình cứ bình tĩnh, còn cũng đừng lo là phải giải thích với ông ấy với lại họ hàng thế nào, chưa đến cái hồi mà phải báo cáo các cụ, đúng rồi, cứ cho chúng nó tìm hiểu nhau. Ví dụ ông xã nhà mình có hỏi là nó làm thế nào mà bà lại đưa nó, ôi trời, nó là cái đứa trọ ở bên dãy trọ nhà mình ấy mà nó chơi với thằng cu nhà mình ấy, đưa nó về đây ấy, chơi cho nó vui, khổ thân lại trọ xa vân vân, thế là chưa nói gì đấy, con dâu tương lai của ông đấy, ông xem đi, ông chấm đi thì nghe nó đã rồi, sẽ xét lét, đúng không, đúng rồi, mọi người sẽ xét lét, sẽ để ý, đúng rồi. Vâng. Hôm đấy cũng là một cái phương án mở để cho con mình nó tốt hơn, đúng không, và bản thân mình cũng đỡ phải áy náy. Đôi khi là chính là khi là ở với mẹ xong rồi mẹ nhận xét xong, con mình nhận ra xong, lúc ấy nó có cái chính kiến của nó, đúng, mẹ nói đúng, con này đúng là vô duyên hay là vô ý hay là vân vân này, đúng rồi. Hoặc là thế này thôi, mình con trai mình mỗi lần đến chơi ấy thì chúng ta chỉ có là bây giờ còn trẻ mà nắm tay nắm chân ôm ấp nhau rồi cà phê cà pháo đâu không để ý đâu, chỉ thấy tít mắt đi, nhưng khi nó về nhà mình không thấy, mẹ thấy không, có một ăn có một bát cơm nó 4 lần điện thoại này, nó rất là đông khách mà nó còn con gái, thấy toàn cuộc gọi như thế này các mối quan hệ nó cái là đã nhận ra, ừ nhờ khiếp, cô này chỉ bán cà phê rồi mà thấy ngày đến 100 cuộc gọi rồi là... thì những cái nhỏ ấy thôi nó cũng nói lên rất là nhiều điều, còn hơn khi mình ở xa mình chả biết gì trong đầu, giờ chỉ hình dung tưởng tượng là ngày xưa nó đi bán bia không, đúng rồi. Gặp nhau thì nhìn thấy nó sẽ là thực tế hơn. Yeah. Chứ còn nếu qua cái sự tưởng tượng thì nhiều khi nó bóp méo sự thật, nhiều khi nó cũng khó, đúng không ạ? Vâng. Rất là cảm ơn bác ạ. Rồi, thế mong là gia đình sớm có tin vui. Dạ vâng. Sớm lên là có trao đổi, đúng không? Dạ vâng ạ. Cũng rất mong được như thế ạ. Vâng, cảm ơn bác ạ. Sau khi mình đã có tất cả rồi, có chồng rồi, có con rồi, có cháu rồi, xong đến cái tuổi lớn rồi mình cứ nghĩ là cô đơn, cần một bờ vai với lại một cái cánh tay nương tựa, chả biết là có được cái bờ vai mình nương tựa hay không, hay là người ta tựa vào mình xong lúc người ta chán ta lại đi người ta tựa vào chỗ khác, đúng không? Cái này hãy nhớ là đời còn dài, dai còn nhiều, không có tiền thì chết, chứ không giữ được cái người mà đã không có lòng với mình đâu. Tiền thì phải giữ thật chặt, sức khỏe là của mình, tinh thần là của mình, con mình là của mình, cháu mình là của mình, chứ còn cái người đàn ông ấy thì không phải của mình. Câu chuyện tiếp theo được gửi đến chú Đinh Đoàn thì lại là tâm sự của một người phụ nữ đã qua một lần đò, bây giờ đến tập 2 rồi vẫn không thể hạnh phúc được ạ. Dạ, thưa chuyên gia Đinh Đoàn, em là người phụ nữ đã qua một lần đò, con lớn đã đi làm, con nhỏ học đại học năm nhất. 4 năm trước em quen một người đàn ông ly hôn vợ, anh ở Tây Nguyên, còn em ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng em bàn nhau làm ăn ở Tây Nguyên, nhưng rồi không ổn lại về nhà em ở thành phố để buôn bán. Sau một thời gian, em phát hiện anh là người lười làm ham chơi, chúng em mâu thuẫn, em không muốn nhún nhường nên anh bỏ về Tây Nguyên. Tuy nhiên, giữa chúng em chưa rõ ràng chuyện chia tay gì hết. Trước ở cùng nhau, em có biết cách vào Facebook của anh, nên một hôm vô tình vào xem, thấy anh đã kịp tin nhắn qua lại, hẹn hò yêu đương với người phụ nữ mới, lại là người có chồng.
Em quyết định phải cắt mọi liên lạc và quên anh đi dù rất đau đớn. Sau anh phát hiện ra em biết chuyện anh với người phụ nữ kia, anh tìm mọi cách liên hệ lại với em, liên hệ qua cả người quen, con cái của em, nói xin lỗi, cho anh cơ hội. Thời gian dài như vậy nhưng tình cảm vẫn còn nên em quyết định tha thứ. Giờ anh về lại thành phố chung sống với em, cùng em buôn bán, cũng có thay đổi, chăm chỉ hơn, nhưng anh vẫn nóng tính. Giờ có tuổi, cũng nhiều bệnh tật, và phần nhiều em còn bị ám ảnh bởi chuyện yêu đương lăng nhăng của anh, không thể quên nổi. Em phân vân giữa một bên là tình cảm vẫn còn, thương anh, bỏ thì không đành, một bên là những vấn đề còn băn khoăn, em nên làm gì bây giờ ạ? Thật sự ra đáng tiếc là cái cuộc hôn nhân trước của cái tác giả lá thư ấy, dạ, cũng đã có hai con, các cháu đã trưởng thành, bạn này lại có kinh tế, mẹ sống thành phố Hồ Chí Minh, năng động, tự tin, có vốn, biết kinh doanh, dạ, giá biết mà thay đổi cuộc sống của mình, dừng lại là không cần thiết phải đi bước nữa, mình tập trung vào làm ăn kiếm tiền, chăm sóc sức khỏe của bản thân, làm cho giá trị về tài sản gia tăng lên, rồi mình có thể có những cái nhu cầu mà bạn bè chẳng hạn thì mình cứ kết bạn, dạ, không nhất thiết là phải gian díu hay là ràng buộc với một ông ở mãi Tây Nguyên để mà rồi kết theo lên Tây Nguyên lại về Sài Gòn như bây giờ, đúng không? Vì ở cái lứa tuổi của mình hãy nhớ rằng là để tìm kiếm được người đàn ông tử tế đàng hoàng, rồi thương vợ thương con, rồi sống mẫu mực không dễ đâu. Dạ. Thường thường những người như thế người ta đang sống vui vẻ với vợ con người ta. Những cái anh mà bị gọi xin lỗi là đôi ba lần cũng phải đổ gãy rồi đổ vỡ thì thường là có lối sống nó chẳng cái nọ thì nó có tật kia, đến nỗi mà người vợ không sống được. Anh ấy đôi đời vợ rồi toàn lười làm ham ăn lô đề với lại gái gú, vợ nó không chịu được nó bỏ ra thì mình nhặt về làm gì. Dạ. Nhưng mà thôi, anh chị đã cứ gọi là có duyên gian díu với nhau mấy năm rồi. Tôi thì không rõ trong lá thư là người ta thành vợ thành chồng chưa, đã đi đăng ký kết hôn, đã làm đám cưới để lấy nhau chưa, hay là chỉ mới như là người bạn tình. Vị khán giả này lại cũng không thấy nhắc đến nào. Đấy. Dạ. Thế cho nên nếu chỉ là bạn tình thôi thì tôi nghĩ rằng thế này, biết giữ lấy của mình, tài sản giữ lấy. Thôi thì mình thấy mình còn cần cái người đàn ông này, chứng tỏ là anh ấy cũng có cái mảng nào đó mà hấp dẫn, đúng không? Ít nhất chẳng hạn như là anh ấy người nồng nàn, rất là để lại cho mình những cái cảm xúc rất là tốt. Nếu như khi có cái gần gũi thì mình cứ sử dụng anh ấy ở mức độ như thế thôi. Rồi cơm thì cho ăn, ở đây tử tế thì vui vẻ. Nếu mà đi thì đi, mình hãy nhớ rằng mình cũng chẳng giữ được cái con người này, mình cũng không có cái gì để mà ràng buộc được cái con người này chỉ một lòng một dạ với mình. Dạ. Vậy thì mình đừng có chiều chuộng quá, mua cho anh cái ô tô, hay cho anh cái xe máy, rồi lại thề hứa là cắt cho anh cái mẫu đất hay là cho anh vào cái tên sổ đỏ thì không cần thiết. Cái đấy hãy nhớ rằng là giữ lấy. Dạ. Của mình sau này khi mà có một ít tuổi nữa, khi mình ốm đau, khi mà mình không còn có điều kiện mình kiếm tiền, đến lúc ấy mới cần thiết là cái sự tài sản. Dạ. Cho nên giữ lấy tài sản, giữ lấy những tinh thần của mình, giữ lấy những cái gì mình đang làm ăn, nhà cửa. Còn thì quý ông thì thôi cứ mở lòng vậy, chứ tôi có bảo là thôi mà mình vẫn nhớ thì chắc cũng chẳng nghe tôi đâu. Cho nên là cứ tạo điều kiện nhưng chỉ chừng mực thôi. Coi như đây là một người bạn tình thôi. Đến đây thì tử tế thì ngủ lại xong rồi vui vẻ với nhau, sáng hôm sau cho ăn vân vân, có thể nuôi dài hạn cũng được. Nếu như còn có thể thì có giá trị sử dụng. Dạ. Thế còn thì nếu như mà lại chót là đi đăng ký với nhau thành vợ thành chồng rồi thì cũng là một thứ nó sẽ khó khăn hơn. Nghĩ đến chuyện buông ra nghĩa là phải chia tay. Chia tay thì là dính dáng đến chia đất, chia đai, chia tài, chia sản, cũng phải lưu tâm lưu ý, đừng để nó thiệt thòi một cách quá mức. Dạ. Thế còn này thì ví dụ như ông ấy đã ở cạnh mình rồi, nên tạo công ăn việc làm gì đấy cho ông, của luẩn quẩn với mình kinh doanh thì ông làm mà là người chạy hàng chẳng hạn, mình giao là đây ông chở cái thùng hàng này đến phố nọ phố kia xong vân vân, để thôi mình có điều kiện mình giám sát quản lý ông hơn, tránh trường hợp cứ để cho ông một mình một xe ông chạy hết thành phố Hồ Chí Minh để xuống Vũng Tàu lên Tây Nguyên thì cái cơ hội mà để thả rông nó nhiều. Thì chắc chắn một người như ông là có thể nó có nhiều cái mối quan hệ phức tạp. Mình thì cũng không phải quản lý hết, nhưng mà ngộ nhớ ông đi linh tinh bệnh rồi tật rồi nó mang về rồi mình là người phải gánh chịu, đúng không?
Rất là hy vọng rằng là anh chị mới chỉ có thích nhau mới dọn về ở chung chứ chưa có làm những cái thủ tục thành vợ thành chồng, thì hãy rất đơn giản, hư thì đuổi, không tử tế thì buông. Không có ai bắt mình cứ phải tiếp tục ôm một người mà mình thấy không giữ nổi ở trong tay, đúng không? Hy vọng rằng là đây cũng là một cái bài học cho rất là nhiều chị em phụ nữ. Sau khi mình đã có tất cả rồi, có chồng rồi, có con rồi, có cháu rồi, xong đến cái tuổi lớn rồi mình cứ nghĩ là cô đơn, cần một bờ vai với lại một cái cánh tay nương tựa. Chả biết là có được cái bờ vai mình nương tựa hay không, hay là người ta tựa vào mình, xong lúc người ta chán người ta lại đi, người ta tựa vào chỗ khác, đúng không? Thế này hãy nhớ là đời còn dài, dai còn nhiều, không có tiền thì chết, chứ không giữ được cái người mà đã không có lòng với mình đâu. Tiền thì phải giữ thật chặt, sức khỏe là của mình, tinh thần là của mình, con mình là của mình, cháu mình là của mình, chứ còn cái người đàn ông ấy thì không phải của mình. Dạ. Không chỉ gói gọn trong câu chuyện của khán giả này mà còn mở rộng ra cho rất nhiều những người phụ nữ khác, có ví dụ cũng đang ở trong cảnh đơn thân chẳng hạn, thì nó sẽ là một cái bài học. Dạ, cháu cảm ơn những chia sẻ của chú Đoàn và hy vọng rằng là đã giúp đỡ được phần nào cho vị khán giả gửi câu hỏi về cho chúng tôi, cũng như là rất nhiều các chị em phụ nữ đơn thân ở ngoài kia có thể lắng nghe câu chuyện này, tìm thấy bản thân mình ở trong đó và cũng nhận được cho mình một bài học để làm sao mình giữ cho mình là điều quan trọng nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Bài học cuộc sống. Nếu như chúng ta xác định chúng ta là một gia đình rồi thì luôn nhớ rằng không có của chồng hay không có của vợ mà sẽ chỉ của chúng ta thôi. Đấy, chúng ta bây giờ là cùng hội cùng thuyền rồi mà. Cho nên tại sao người ta cảm giác cô đơn là bởi vì chúng ta không coi nhau là cùng hội cùng thuyền. Chúng ta, cái người chồng có thể có cái quan điểm là cô là đàn bà, con gái làm sao cô hiểu được những cái việc tôi làm, đúng không? Còn cái người vợ thì sẽ có quan điểm là anh là đàn ông con trai thì làm sao anh chăm con tốt bằng em. Tất cả những cái đấy nó đẩy cho chúng ta xa nhau. Đấy thì cái lợi hòa đấy là chúng ta sẽ hướng đến cái lợi ích chung. Lợi ích ở đây là bao gồm cả vật chất và bao gồm tinh thần. Đó. Chào mừng quý vị đang quay trở lại cùng chúng tôi trên kênh Bài học cuộc sống. Nếu mà là một vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong một thời gian dài thì hẳn là quý vị cũng từng lắng nghe chúng tôi có những cái chia sẻ về câu chuyện đó là tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn mặc dù chúng ta vẫn đang ở trong một mối quan hệ hôn nhân. Thì ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải cho câu chuyện đó là làm sao để chúng ta xóa được cái cảm giác cô đơn đó, cũng như là nếu mà chúng ta đã từng có cái sự mất kết nối với người bạn đời thì làm sao để nối lại cái mối nối đã bị đứt đó. Đồng hành cùng chúng tôi ngày hôm nay xin được giới thiệu chuyên gia tâm lý Phạm Thục Oanh. Em chào chị. Thưa chị Oanh, là trong câu chuyện trước thì chị em mình đã tìm được lý do vì sao mà chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn trong hôn nhân. Đúng là khi mà chúng ta đã sống với nhau trong một thời gian dài ấy, thì chúng ta dễ có cái cảm giác là chúng ta đã quen thuộc với người bạn đời của mình quá rồi. Rồi là cái cảm giác yêu đương nó sẽ không còn quá nồng nàn, quá cháy bỏng như thời gian đầu nữa, hay là như trước khi hôn nhân nữa. Thế nhưng mà nếu sống với nhau mà bị thiếu đi cái tình cảm và thiếu đi cái kết nối ạ, thì em cảm giác là giống như chúng ta chỉ đang duy trì một gia đình thôi, chứ chúng ta không thực sự mong muốn cái cuộc hôn nhân đó nữa. Vậy thì làm sao để kết nối lại với nhau, kết nối lại với người bạn đời và cái ngọn lửa tình yêu, cảm xúc với người bạn đời của mình vẫn được duy trì trong hôn nhân? Thì em mong là chị Oanh có thể có cái sự chia sẻ với khán giả của chương trình ạ. Cảm ơn My. Đây là cái chủ đề mà chị nghĩ là ở cái giai đoạn này mọi người cũng đang rất là có mong muốn tìm hiểu, là làm sao để kết nối với nhau trong cuộc sống hôn nhân, làm sao để xóa bỏ cái cảm giác mà cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Đấy, thì đây là cái thực tế mà rất nhiều cặp đôi đang phải đối diện, đó là họ mất kết nối với nhau. Có những cặp đôi thì thậm chí là một ngày hai vợ chồng không nói chuyện với nhau được quá 3 câu. Và thậm chí là cũng không nhắn tin, cũng không gọi điện, không hỏi han gì luôn. Ai cuộc sống ai thì sống cuộc đời của người đấy. Đây là thực tế. Vậy thì trước cái thực tế này, cái thực tế này nó đưa đến cái gì? Nó đưa đến đó là vợ chồng không chỉ mất kết nối đâu, mà sẽ không hòa hợp, không hạnh phúc. Rồi dẫn đến những cái rối nhiễu và những cái sự khó khăn về mặt tinh thần. Đó, chúng ta sẽ cảm thấy là luôn luôn lấn cấn, rồi có những cái cảm xúc tiêu cực,
khi chúng ta trở về ngôi nhà, chúng ta trở về nhà và chúng ta nhìn thấy nhau. Rồi ở nhiều trường hợp thì sẽ dẫn đến cái chuyện đó là gì ạ? Một trong hai người khi mà không tìm thấy cái sự kết nối trong gia đình nữa thì họ đi tìm kiếm những cái niềm vui ở bên ngoài. Những cái vấn đề xã hội nó sẽ nảy sinh, rồi trầm cảm, rồi con cái hư hỏng, nó cũng từ đấy mà ra. Vậy thì có những cái tip nào, có những cái vấn đề nào mà chúng ta cần phải đề cập đến để làm sao chúng ta có thể vơi bớt sự cô đơn trong gia đình và chúng ta tìm lại được cái sự kết nối với nhau? Thì nó dựa trên hai cái trục, chị gọi là hai cái trục. Trục thứ nhất là chúng ta phải kết nối với chính mình. Để kết nối được với chính mình thì chúng ta cần phải làm rõ được 3-4 cái điểm sau. Điểm thứ nhất là mình phải làm rõ rằng trong cuộc hôn nhân này mình muốn mình là người vợ hay mình muốn mình là người chồng như thế nào. Khi chúng ta không xác định được cái đó, giống như việc chúng ta không xác định được điều đó thì nó giống như việc chúng ta không xác định được mục tiêu để duy trì cái hạnh phúc gia đình ra sao. Bạn không xác định được rằng bạn sẽ là một người vợ nhu mì, ngoan ngoãn, dịu dàng, thì khi chồng với con làm gì không nên không phải thì bạn sẽ gì ạ? Khó chịu, đúng không? Bạn sẽ quát tháo, bạn sẽ đánh mắng, bạn sẽ kích hoạt cảm xúc. Đó. Rồi thậm chí người chồng cũng thế, nếu như bạn không xác định được rằng bạn muốn trở thành một cái người đàn ông vững chãi, là cái người thuyền trưởng, là một cái người thông thái để chèo lái con thuyền gia đình. Thế thì khi mà gặp bất kỳ một cái biến cố nhỏ nào trong cuộc sống, anh ta cũng sẽ sửng cố lên, anh ta có thể thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Hoặc là anh ta có thể cảm thấy là cái việc sinh con là cái việc của vợ, anh ta không muốn hỗ trợ. Đấy, tức là cái việc chúng ta mong muốn trở thành ai trong gia đình, trong cái mối quan hệ vợ chồng nó cực kỳ quan trọng. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai chúng ta cần phải làm rõ, đấy là chúng ta xác định được là chúng ta muốn trở thành ai thì chúng ta phải xác định rằng trong cái gia đình ấy, thì chúng ta trân trọng điều gì? Tức là trong cái gia đình thì chúng ta coi trọng giá trị gì? Nếu như chúng ta đặt cái sự chung thủy lên hàng đầu, chúng ta coi trọng cái giá trị chung thủy, thì chúng ta sẽ tự biết cách để chúng ta điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, để chúng ta biết rằng cái điều gì nên làm hay cái điều gì không nên làm trong cái tương tác với những người khác ở ngoài xã hội. Đó, nó giống như là bạn có một mục tiêu rồi thì bạn sẽ thấy việc bạn tạt ngang tạt ngửa, rẽ ngang rẽ dọc thì nó sẽ chỉ khiến cho bạn đi xa mục tiêu thôi mà. Thế thì bạn sẽ cần phải tập trung vào đây. Đó. Rồi nếu như bạn cho rằng bạn cần phải dành thời gian cho gia đình, nhiều người nói với mình rằng gia đình là quan trọng nhất, nhưng mà họ cũng không coi trọng sự chung thủy, họ cũng không dành thời gian cho gia đình, họ không dành cái thời gian chất lượng ở bên nhau, họ không coi trọng cái sự hiện diện của nhau, cho nên là thay vì hết giờ làm mình sẽ đi về nhà thì không, hết giờ làm mình sẽ đi chơi, hết giờ làm mình sẽ đi những anh con trai thì sẽ có thú vui là đi đá bóng hoặc là đi bia hơi, bia ôm với các bạn, còn các chị em phụ nữ thì cũng sẽ dạo chơi phố với bạn bè. Đấy, thì tức là khi chúng ta trả lời được cái câu hỏi là đối với mình cái giá trị gì trong gia đình nó là quan trọng, thì chúng ta sẽ hành động để cho nó vun bồi và nuôi dưỡng nó. Đấy, đấy là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba đó là mình sẽ làm gì để đạt được những cái giá trị kia. Thì hiển nhiên rồi đúng không? Khi mình có mục tiêu, mình có con đường thì chắc chắn là mình sẽ biết rằng là mình cần phải làm gì cho nó. Khi chúng ta chưa rõ ràng thì chúng ta sẽ... Đấy, đấy là cái việc, cái tầm quan trọng của việc là chúng ta kết nối với chính mình. Và cái điểm thứ ba là chúng ta cần phải làm gì rồi đúng không? Thì cái điểm thứ tư chúng ta cần phải làm rõ, đấy là chúng ta đặt cho chúng ta cái lộ trình thực hiện trong thời gian bao lâu. Thì nó sẽ có những cái gọi là tiêu chí cứng về lộ trình và tiêu chí mềm, đúng không? Ví dụ sinh con đẻ cái, sẽ sinh con sau bao nhiêu tuổi năm chúng ta kết hôn. Có những cặp vợ chồng thì sẽ không sinh con ngay, và có sẽ những sẽ cặp vợ chồng thì sẽ sinh con ngay. Đấy, rồi cái lộ trình của việc là chúng ta đi đến sự hòa hợp chẳng hạn. Khi kết hôn thì vợ chồng giống như là những cái bánh răng, cái mắt xích nó fix vào nhau ấy. Thì lúc chúng ta yêu thì chúng ta sẽ cảm thấy là cô ý và hoặc là anh ý sinh ra như là để dành cho mình, chúng ta sinh ra như là để dành cho nhau. Nhưng khi kết hôn rồi chúng ta sẽ không thấy như thế đâu. Nó sẽ có cong vênh, đúng không? Những hệ giá trị, những cái yếu tố thuộc về
văn hóa gia đình nó sẽ xung đột nhau, vậy thì chúng ta phải cho nhau thời gian để chúng ta gọt giũa chứ. Thì cái thời gian đấy chính là nó thể hiện cái sự kiên trì, kiên định của chúng ta, cái khả năng hợp tác của chúng ta trong mối quan hệ. Đấy, thế mình cần phải làm rõ chính mình để mình biết rằng sẽ có khó khăn thử thách và mình làm thế nào để mình vượt qua khó khăn thử thách đấy. Đấy là với chính mình nhá. Mình cần phải trả lời 40 câu hỏi đấy. Thế còn trong cái mối quan hệ chung thì chúng ta cần phải làm gì? Điều thứ nhất đấy là hãy giao tiếp và chia sẻ với nhau càng nhiều càng tốt. Bởi vì sao? Khi chúng ta đến với nhau ấy, có đúng là lúc thả thính là toàn giao tiếp đúng không? Trò chuyện, tâm sự nhỏ to, nhắn tin đúng không? Sáng trưa, chiều tối, đêm hôm. Nhưng hay lắm. Nhiều người yêu thì thế, nhưng kết hôn rồi thì bảo chả có chuyện gì để nói. Đấy, bởi vì chúng ta không chia sẻ, chúng ta cũng không chủ động. Nam giới thì họ sẽ bước qua tất cả những điều đấy. Còn phụ nữ thì một vài lần mà nói về mong muốn hay nói về cảm xúc mà người chồng người ta bỏ qua ấy, thì họ cũng thôi. Nhưng chúng ta cũng không biết được rằng cũng là giao tiếp nhưng chúng ta không biết lựa lời nói đúng lúc, thì nói vào cái lúc đàn ông họ không muốn nghe thì không ai muốn, thì chúng ta không giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên chúng ta phải cần đến cái tip thứ hai để duy trì sự kết nối. Đấy là hãy duy trì sự thân mật. Thân mật ở đây nó không phải là cái chuyện sau khi kết thúc giờ làm ăn uống ngủ nghỉ xong rồi chúng ta làm tình hay xếp hình với nhau đâu. Mà duy trì sự thân mật ở đây đó là gì? Hãy động viên nhau, những cái ôm, những cái nắm tay, đấy là biểu hiện của sự kết nối mà. Có khó khăn gì đâu, nếu như mà các anh con trai đi ra ngoài dẫn theo vợ thì hãy nắm tay cô ấy, đúng không? Rồi có khó khăn gì đâu, nếu như các cô gái mà mỗi lần chồng làm được một cái điều gì tốt cho mình ấy, anh ấy nấu ăn này, đi qua ôm anh ấy một cái đi, đúng không? Trời ơi, gia đình nó vừa mát hơn bao nhiêu mà. Xong rồi nếu thích anh ấy nấu ăn thì hãy nói cho anh ấy rằng trời ơi, anh vào bếp rất là quyến rũ và em rất là thích cái hình bóng này của anh trong cái hoàn cảnh này. Trời ơi, tôi tin rằng người đàn ông nào mà khi họ vào bếp mà họ được vợ khen như thế thì họ đều rất là thích. Vì thực ra là đối với chị thấy là kiểu cái người đàn ông họ rất là quyến rũ khi họ làm việc nhà. Mình thấy mặc dù là anh ấy không làm việc nhà thường xuyên đâu, nhưng mà mình cảm thấy điều đấy nó khiến cho mình cảm thấy nó vô cùng đẹp đẽ. Đấy, và mình cảm thấy là mình đang được yêu rất nhiều. Nó không phải chỉ bởi vì là cái việc họ làm việc đâu, mà việc mình thấy như thế thì mình lại muốn kết nối với anh ấy, mình lại muốn lại gần, đúng không? Mình lại muốn ôm ấp, mình lại muốn yêu thương, mình lại muốn trao cho anh ấy cái lời khen ngợi. Đó, khi mà chúng ta trao cho nhau những cái sự động viên, sự chia sẻ như thế thì và cái sự kết nối như thế thì đấy là chúng ta thể hiện sự tôn trọng đấy. Nâng cái người đàn ông của mình lên, đúng không? Anh là number one ở chỗ đấy chứ còn đâu nữa, đúng không? Ngoài cái chuyện là hòa hợp về mặt tình dục thì không nói rồi, đúng không? Cái thứ ba nữa đấy là hãy phát huy nhiều nhất cái việc những cái sở thích chung của hai người. Đấy, dạ. Chúng ta giao tiếp thì chúng ta sẽ biết là sở thích, sở ghét của nhau là gì. Thế thì mình sẽ thấy là hãy hạ cái tôi xuống để mình tìm ra điểm chung, những cái thú vui, những cái sở thích của nhau để cùng làm, đúng không? Hai người thích đi chơi thì cứ đi chơi, hai người thích đi du lịch thì cứ đi du lịch, thích nấu ăn rồi thích tụ tập bạn bè thì hãy mời bạn bè đến nhà mình đi, đúng không? Đó, rồi cùng nhau làm thì mình sẽ thấy là trong những cái lúc mà chúng ta cùng nhau làm như thế thì chúng ta thấy được sự trưởng thành và thấy được con người của nhau trong nhiều cái góc độ và những cái hoàn cảnh cuộc sống. Về mặt sâu xa đấy chính là cái cách chúng ta kiểm soát và thao túng tâm lý nhau đấy. Đúng, nhưng nếu chúng ta không có cái tâm thái rằng hãy thiện chí, hãy quan sát, hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc chúng ta được ở bên nhau thì chúng ta sẽ không biết điều đấy. Đúng không? Khai thác cái sở thích chung của nhau và tăng cường nó nhiều lên. Đó. Chứ còn nếu như mà cứ mỗi người một việc rồi không ai nói với ai thì nó sẽ không kết nối được và nó vẫn sẽ cô đơn thế thôi. Đúng không? Đấy, cái tip đó là hãy giao tiếp với nhau này. Đúng không? Hãy khen ngợi nhau này. Và gì? Và hãy phát huy những cái sở thích chung cùng với nhau. Thế còn level cao hơn thì chúng ta có thể cùng trao đổi với nhau để chúng ta ra một cái gọi là quy chế gia đình. Đấy, chúng ta fix cứng đi. Anh ơi, hàng tuần chúng mình sẽ làm việc này việc kia cùng với nhau. Đấy, những cái lịch chung của gia đình, đi chơi hay là hay ngồi xem phim cùng nhau, hay dành thời gian cho nhau như thế nào. Thì trong các cái tiêu chí đó thì chúng ta nhớ là cần phải có một cái, đó là
hãy dành thời gian để chia sẻ và trao đổi cùng nhau mỗi ngày. Dạ. Và nhớ giữ một cái tâm thái đấy là không phán xét, không so sánh, không chỉ trích, không phản ứng. Điều đấy mới là quan trọng. Tại sao ạ? Chúng ta nói chuyện với nhau nhưng chúng ta nghe người khác nói xong chúng ta bật lại một câu. Anh không thấy ông hàng xóm thế này à, đúng không? Hoặc là em không thấy cái cô này, cô kia, người kia, cô ấy làm tốt hơn em thế này à. Đấy là cái, cũng là giao tiếp nhưng mà cái tâm thái nó không ổn. Cho nên chúng ta buộc phải xác định là duy trì một cái tâm thái hết sức là hòa ái và hợp tác. Đó, đấy là quy chế gia đình. Chúng ta nâng cái level của cái việc là duy trì sự kết nối rồi để rồi giảm bớt cái sự cô đơn thì chúng ta lên một cái level mới. Nó cao hơn là chúng ta xây dựng quy chế gia đình. Đó, thế còn gọi là cuối cùng để mà sau khi thực hiện được tất cả những cái điều trên, bốn cái điều rồi, thì chúng ta sẽ thực hiện một cái điều nữa. Đó là cố gắng đúc kết để tóm lược lại nó thành một cái gọi là lục hòa. Còn chị vẫn trong các cái chương trình đào tạo thì chị vẫn gọi là 6H ấy. Lục hòa trong hôn nhân, làm sao để duy trì kết nối tình yêu hôn nhân. Đó là thân hòa, đúng không? Có thể thân hòa ở đây đó là gì ạ? Cùng làm những việc cùng nhau, cùng chơi với nhau, rồi mặc đồng phục gia đình, đồ đôi. Đấy là thân hòa đấy. Khẩu hòa tức là gì ạ? Nói những lời mà gì ạ? Mang lại sự hòa ái cho nhau. Đây là cái kỹ năng giao tiếp. Nếu như chúng ta rèn luyện tốt thì chúng ta sẽ biết cách như thế. Chúng ta sẽ không chỉ trích, không phán xét, và chúng ta giao tiếp với nhau thì chúng ta sẽ thể hiện sự tôn trọng. Dạ. Đúng không? Thân hòa, khẩu hòa, rồi ý hòa. Nói chuyện nhiều thì chúng ta sẽ thấy là cái tư tưởng, cái ý kiến, cái quan điểm của chúng ta nó sẽ có sự tương đồng. Con người ta lại gần với nhau nhiều, người ta trở nên thân thiết với nhau nhiều là bởi vì người ta giao tiếp và người ta lắng nghe với nhau nhiều. Đấy, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, rồi kiến hòa, tức là quan điểm cá nhân người ta cũng sẽ đồng hành với nhau. Và gì ạ? Lợi hòa. Lợi hòa ở đây là làm những cái việc mà người ta có thể chia sẻ những cái nguồn lực, những cái lợi ích cho nhau. Đấy, cả về mặt tinh thần, cả về mặt vật chất. Nếu như chúng ta xác định chúng ta là một gia đình rồi thì luôn nhớ rằng không có của chồng hay không có của vợ mà sẽ chỉ của chúng ta thôi. Đấy, chúng ta bây giờ là cùng hội cùng thuyền rồi mà. Cho nên tại sao người ta cảm giác cô đơn là bởi vì chúng ta không coi nhau là cùng hội cùng thuyền. Chúng ta, cái người chồng có thể có cái quan điểm là cô là đàn bà, con gái làm sao cô hiểu được những cái việc tôi làm, đúng không? Còn cái người vợ thì sẽ có quan điểm là anh là đàn ông con trai thì làm sao anh chăm con tốt bằng em. Cho nên khi anh ý chăm con, anh ý pha sữa cho con, anh ý thay bỉm cho con thì có thể nhiều cô vợ sẽ cư xử sai, đấy là nguyết, lườm nguyết, anh làm không tốt, tránh ra để em làm. Hoặc anh nấu ăn, đúng không? Anh làm không tốt, anh đi ra đi để em làm cho, anh không biết làm gì cả. Tất cả những cái đấy nó đẩy cho chúng ta xa nhau. Đấy thì cái lợi hòa đấy là chúng ta sẽ hướng đến cái lợi ích chung. Lợi ích ở đây là bao gồm cả vật chất và bao gồm tinh thần. Đó, rồi nữa là giới hòa. À, như chị nói ban nãy đấy, đấy là chúng ta xây dựng cái gì ạ? Cái quy chế gia đình. Đấy chính là quy tắc, cái nguyên tắc ứng xử trong gia đình mà mọi người sau khi thỏa thuận với nhau thì sẽ cùng thực hiện. Đó, ví dụ như là chúng ta có một cái nguyên tắc đấy là để mà giảm bớt sự cô đơn thì chúng ta sẽ có cái nguyên tắc đấy là nếu chúng ta cảm thấy là bây giờ nói chuyện với nhau không được chẳng hạn, đang xung đột, thì chúng ta hoàn toàn có thể nói là em xin phép chúng ta sẽ dừng cái cuộc tranh luận của chúng ta ở đây và chúng ta sẽ nói lại nó vào ngày mai, chứ không phải là im lặng và không bao giờ đề cập đến và giữ sự im lặng đó cho đến rất nhiều ngày sau. Thì bữa nào mình nói về sự im lặng sau, nhưng lấy ra cái ví dụ về sự im lặng để chúng ta thấy rằng khi chúng ta xây dựng ra các cái nền móng của cái gọi là cái quy chế gia đình, cái những cái quy tắc ứng xử hay là nguyên tắc, thậm chí là trong những cái tình huống xung đột hay trong những cái tình huống đối nội đối ngoại, vợ chồng nhiều khi sẽ có cái sự khác biệt giữa chuyện là gì ạ? Cư xử với bên nội như nào, cư xử với bên ngoại ra sao. Thế thì chúng ta cũng cần phải có những cái sự thỏa thuận để đi đến thống nhất. Còn nếu như chúng ta không có sự thỏa thuận để đi đến thống nhất, đó là quy định đấy. Giống như kiểu em đi đường mà em không xây dựng hành lang bảo vệ đường bộ, không có vạch kẻ đường, không có lan can, không có rào chắn thì sẽ xung đột giao thông thôi. Thế thì trong gia đình cũng cần những điều đấy. Đó, thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng để xử lý được cái cảm giác cô đơn thì nó cần hai trục chính. Trục thứ nhất là trục từ phía mình, và trục từ thứ hai đấy là trục từ mối quan hệ, là tất cả các thành viên tham gia vào mối quan hệ đó, cả vợ cả chồng đều tham gia. Và
đối với cả hai vợ chồng thì đều phải thực hiện 6 cái điểm cơ bản như chị vừa nói đấy, để chúng ta thấy rằng chú ý đến chuyện giao tiếp này, chú ý đến chuyện gì đưa ra nguyên tắc này, đúng không? Chú ý đến chuyện lắng nghe thấu hiểu này, đó, và gì xây dựng quy chế gia đình rồi thực hiện lục hòa. Nghe thì đơn giản nhưng mà nó cần lộ trình, cần thời gian và từng chút một. Cho nên tại sao người ta mới nói là hôn nhân là sự nghiệp cả đời. Nên là hãy thực hiện mỗi ngày một mục tiêu thì chắc chắn là sẽ không chỉ vơi bớt sự cô đơn đâu, mà chúng ta sẽ trưởng thành và chúng ta thấy nhau trưởng thành rất là nhiều trong cái mối quan hệ gia đình. Đó là một vài cái chia sẻ của chúng mình, mong rằng sẽ giúp được cho các bạn là bớt được những cái băn khoăn rằng làm sao để hết cô đơn. Và chúng ta hãy thực hành ngay hôm nay, đó là hãy chia sẻ, hãy lắng nghe và giữ một cái thái độ cân bằng khi mà giao tiếp với nhau. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của chị Oanh đầy đủ. Có giải quyết vấn đề của bản thân mình trước và sau đấy thì là hướng về phía người bạn đời để cùng nhau giải quyết vấn đề. Đúng là nó cũng sẽ không thể trong ngày một ngày hai bớt được ngay cái cảm giác đó, nhưng mà chúng ta chỉ cần, em nghĩ là chúng ta có nỗ lực thôi. Và đúng thực rồi. Sự chúng ta mong muốn là vẫn còn giữ được cái sự kết nối giữa vợ chồng này, giữ được hạnh phúc hôn nhân gia đình, thì chúng ta sẽ cùng nhau dần dần giải quyết được vấn đề. Dạ. Coi đây là sự nghiệp gia đình thì chúng, sự nghiệp gia đình là sự nghiệp của cả đời ấy, thì chúng ta sẽ thấy là mình hãy cứ nỗ lực từng ngày thôi. Đó. Không có cái gì là nó sẽ có thành quả ngay cả. Dạ. Nhưng mà mình sẽ thấy là cái sự trưởng thành của nhau, cái sự vững vàng của nhau cùng với thời gian thì chúng ta sẽ thấy cơ bản là cả hai giới, người đàn ông và phụ nữ đều rất là trưởng thành, và thực sự là chúng ta thay đổi rất nhiều khi mà chúng ta kết hôn. Có những điều mà nếu như bạn không kết hôn bạn không bao giờ trải nghiệm được. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của chị và cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Mong rằng là nếu ai đó vẫn còn đang có cảm giác cô đơn trong hôn nhân thì cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi đã phần nào giúp cho bạn tìm ra được một cái hướng đi để thứ nhất là giải quyết vấn đề của bản thân mình và sau đó là cũng có một cái con đường sáng hơn cho cuộc hôn nhân của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có những chia sẻ đồng tình hay là có thêm những ý kiến nào đó thì cũng đừng ngần ngại chia sẻ cùng với chúng tôi ở dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.